Đạo diễn Fellini sinh ngày 12 tháng 2 năm 1923, ông được coi là cây đại thụ trong làng điện ảnh thế giới với khoảng 20 bộ phim điện ảnh và truyền hình, nổi bật trong số đó phải kể đến phiên bản Romeo và Juliet chuyển thể từ tác phẩm kinh điển của đại văn hào Shakespeare và được ra mắt vào năm 1968. Tác phẩm mang đến cho ông giải thưởng Oscar danh giá. Ông Refi Rari còn được biết đến là đạo diễn sân khấu của hơn 30 vở opera và kịch. Ông còn là cựu thượng nghị sĩ của đảng Fora Italy giai đoạn 1994-2001. Gần đây, các nhà nghiên cứu Italy đã phát hiện ra rằng ông là một trong số ít hậu duệ của danh họa Leonardo da Vinci. Sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật, đạo diễn Raffaele đã nhẹ nhàng chút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở thủ đô Rome ở tuổi 96.